Hello, chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong cái video mới nhất của mình về MotoGP. Chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Bây giờ thì mọi người cũng đã đi làm gần như là bình thường so với trước dịch rồi. Cho nên là mình cũng bận rộn với công việc, cũng không có nhiều thời gian để mà làm video nữa. Và một phần nữa là bữa nay mình đã làm mốt của trang mạng xã hội tinh tế.vn rồi. Và ở bên đó thì mình tham gia viết bài, tham gia đóng góp các cái nội dung cho trang tinh tế.vn. Ngoài cái chuyện mô tô ra thì còn những cái chuyện khác nữa, chứ không phải là suốt ngày mô tô đâu. Cho đó là tổng hợp những cái điều đó thì bữa giờ mình không có ra đều video, nhưng mà mình hy vọng là trong có thời gian sắp tới á, trong cái thời gian sắp tới á, thì mình sẽ sắp xếp lại sao cho nó ngăn nắp trật tự từng cái công việc khác nhau, và quay trở lại với cái chủ đề mà mình đam mê từ rất là lâu rồi, đó là những chiếc xe mô tô và những cái chiếc xe MotoGP ha. Rồi, hôm tuần trước á, chủ nhật tuần trước á, thì các bạn thấy là chúng ta đã có chặng đua áp chót mùa giải này. Các bạn cũng biết luôn là một số cái chặng MotoGP gần đây á, thì mình có tham gia bình luận với Honda Việt Nam. Và nếu mà các bạn quan tâm đến á, thì các bạn có thể lên trên Facebook Honda Big Bike Việt Nam, hoặc là trang chủ của Honda Việt Nam Official, thì các bạn sẽ thấy là mình bình luận này, cái số đầu tiên là mình bình luận, cái số tiếp theo là có bạn Cao Việt Nam và mình cùng bình luận cái chặng đua ở Misano, cái chặng 16 đó. Đó thì đó là những cái công việc hiện tại của mình. Nói chung là cũng khá là bận rộn và có những cái dự án nhỏ nhỏ khác nữa. Do đó là cũng ra chậm video và cũng mong các bạn thông cảm ha. Mình sẽ nghĩ đến một cái hình thức ra video là ngắn hơn, chẳng hạn như là từ 3 cho đến 5 phút đi. Như vậy thì mình vừa cái nội dung nó cũng nhanh hơn, mình cũng chỉnh sửa video nó cũng nhẹ nhàng hơn và tương tác nó cũng tốt hơn. Do đó là các bạn cứ kiên nhẫn ha. Mấy bữa nay thì mình cũng nhận được vô cùng nhiều gạch đá vì cái vụ chó mèo, nói chung là cũng rất là khổ các bạn. Đưa ra một cái ý kiến gì trái chiều với công chúng là nhận được vô số những cái lời chửi bới, miệt thị rồi tùm lum tà la hết. Nhưng mà thôi, cái ở mình nó không có cái sự tranh luận một cách không có cái sự nó làm sao ta, những cái ý kiến đa chiều như vậy, cái gì mà trái với số đông thì đều là sai trái cả. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái video mới nhất của mình về MotoGP ha. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái chặng Algarve GP, cái chặng 17 của mùa giải này, chặng áp chót đó. Và cuối tuần này thì chúng ta đã sẽ có cái chặng 18, là cái chặng cuối cùng của mùa giải năm nay, và có rất là nhiều cái sự kiện để chúng ta nói về cái chặng thứ 17. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về cái sự kiện ở chặng thứ 17 thì các bạn hãy click vào cái kênh YouTube mới của mình để mà đăng ký cái kênh YouTube ha. Nói chung là cũng gần được 1.000 subscriber đó, hình như được 700 mấy rồi đó. Cho nên là các bạn hãy đồng hành cùng mình trong cái giai đoạn mới, cái chặng đường mới của mình. Có thể là nó hơi khác so với mình từ xưa đến bây giờ, nhưng mà thực sự là không ai đi mãi một cái con đường hết các bạn. Mình đi thì mình phải rẽ bên này rẽ bên kia để mà chúng ta khám phá thế giới, chúng ta tiếp nhận những cái mới ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái nội dung của video ngày hôm nay, đó là cái chặng 17, chặng Algarve GP. Đó, một cái chặng đua rất là nhiều điều đáng nói. Ở Moto3 thì chúng ta thấy là có một cái pha va chạm giữa Darin Binder và Dennis Foggia. Các bạn nên nhớ là Dennis Foggia là đang là cạnh tranh trực tiếp với Pedro Acosta, và cái pha va chạm đó thì gây lên rất là nhiều sóng gió ở trong làng MotoGP. Các cái tay đua MotoGP cũng đưa ra rất là nhiều ý kiến khác nhau về cái vụ va chạm đó, và cái vụ va chạm đó đã kết thúc cái hy vọng giành chức vô địch thế giới của Dennis Foggia, và coi như là Pedro Acosta đã chính thức lên ngôi ở Moto3. Bình thường thì mình không có xem Moto3 đâu, nhưng mà ngày hôm chủ nhật thì mình thấy là cái chặng Moto3 là rất là hấp dẫn để xem là Pedro Acosta từ vị trí thứ 14 khi xuất phát có làm nên được cái điều gì đặc biệt hay không. Nhưng mà chúng ta thấy là Pedro Acosta là một cái tài năng vô cùng xuất sắc, vô cùng đặc biệt. Ngay cái mùa đầu tiên thi đấu ở GP ha, GP là Moto3, Moto2 và MotoGP đó các bạn, thì
Pedro Acosta đã giành chức vô địch thế giới và sang năm thì sẽ lên thi đấu ở Moto2. Rồi, ở Moto2 á thì cũng có cái pha, nói chung là cũng có cái sự cạnh tranh giữa giữa Gasly với lại Raul Fernandez. Thì hiện tại thì Gasly đã giành chiến thắng ở cái chặng Algarve đó, thì quyết đấu ở ở ở Valencia, nhưng mà mình nghĩ là Gasly cũng sẽ giành chức vô địch thế giới thôi. Sau những cái chặng không có thành công thì Gasly giành giành lấy lại được cái phong độ rồi. Qua cái thể thức cao nhất là cái thể thức MotoGP. Cái điểm mà chúng ta cần phải nói đó là những cái tay nài của Ducati đó các bạn, giống như là những cái tay nài, những cái bông hoa nở muộn á. Lúc đầu mùa giải thì họ thi đấu rất là vật vờ, nói chung là thành tích không có gì nổi trội. Đầu mùa giải chúng ta có Johann Zarco ha, rồi đến đoạn giữa mùa giải thì chúng ta có hiện tượng Jorge Martin, rồi về sau á thì Bagnaia bắt đầu nổi lên. Nhưng mà khi mà họ nổi lên á thì mọi chuyện gần như đã xong rồi. Nhưng mà hôm hôm Chủ nhật á thì với cái chiến thắng của Bagnaia thì Ducati lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch thế giới dành cho nhà sản xuất ha. Nhưng mà thực sự đó là một cái danh hiệu rất là quý giá nha các bạn, rất là đáng giá luôn á. Nhưng mà thực sự là nó vẫn không có được tiếng vang như là cái danh hiệu dành cho rider, dành cho tay nài đó. Thì Bagnaia này, rồi Bagnaia về nhất này, Juan Mir về thứ hai và Jack Miller về thứ ba. Và các bạn thấy là sau cái buổi đua, khi mà trả lời phỏng vấn á, thì các cái tay nài của Ducati rất là tự hào về nhà sản xuất của họ đó. Nhà sản xuất đến từ Borgo Panigale, nước nước Ý đó. Họ luôn đưa ra những cái sáng tạo, đưa ra những cái cải tiến, đưa ra những cái cuộc cách mạng để mà phát triển chiếc xe GP của họ, và các cái hãng xe khác thì chạy theo. Rồi Juan Mir thì cũng có một cái chặng đua xuất sắc. Sau khi mà reset cái tinh thần, tức là có chung là reset, các bạn thấy giống như iPhone hay điện thoại của mình gì đó, mình thấy bực bội á, mình reset là tất cả mọi thứ đều biến mất ngay lập tức và trở về factory setting. Thì Juan Mir cũng reset lại cái suy nghĩ của mình để mà có một cái chặng đua rất là xuất sắc. Nhưng mà mọi cái sự xuất sắc bây giờ nó không còn có quá nhiều ý nghĩa nữa, không còn quá nhiều, tức là mọi thứ là phải được hoàn hảo, mọi thứ là phải được tốt nhất ngay từ lúc ban đầu hả, chứ không phải là bây giờ mọi thứ đã gần như ngã ngũ rồi thì mới xuất sắc đó. Rồi, cái điều quan trọng là tích cực lên, hướng đến mùa giải 2022. Rồi, một cái điểm nhấn nữa mà chúng ta có thể nhắc đến đó là Fabio Quartararo có cái chặng đầu tiên ở mùa giải này không thể hoàn thành chặng đua. Và sau sau chặng đua thì Quartararo có nói là mọi chuyện nó không đến mức là phải nghiêm trọng lắm đó, tại vì mọi thứ đã xong rồi. Nhưng mà các bạn thử tưởng tượng là nếu mà ở Misano 2 đi mà Quartararo té đi và chặng đó Bagnaia giành chiến thắng á, thì các bạn thấy nó tình hình nó sẽ rất là phức tạp ha, rất là phức tạp đó. Và Quartararo cũng có những cái lời chỉ trích dành cho team Yamaha, hay là chiếc M1. Không phải là chỉ trích gì, nhưng mà cũng nói ra một cái thực trạng, đó là cái chiếc M1 á, khi mà chạy ở hàng đầu tiên, khi mà dẫn đoàn á thì chạy coi như là vô đối. Nhưng mà khi mà chạy ở phía sau á thì gần như là không là gì cả. Các bạn thấy là Bagnaia, Fabio Quartararo chạy sau Jorge Martin tới 15 vòng. Mình xin nhắc lại là 5, 10, 15 vòng ha. 5, 10, 15 vòng. Và nhiều khi Jorge Martin chạy chậm hơn 1 giây. Các bạn thấy là 1 giây là một cái khoảng thời gian rất là lớn ở trong MotoGP. Nhưng mà Quartararo vẫn không thể nào mà vượt được. Và Quartararo cũng thừa nhận là trong cái chặng đua đó anh ấy mắc rất là nhiều lỗi. Và một trong những cái lỗi đó thì Quartararo đo sân. Đây là cái chặng đầu tiên mà Quartararo không thể hoàn thành chặng đua được. Và cũng giống như là một cái bài bài test để mà Quartararo có thể là ok, trong những cái tình huống như vậy mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ vượt như thế nào, xem cái khả năng của chiếc xe đến đâu, xem cái năng lực của mình đến đâu. Nhưng mà thực sự là lực lực bất tòng tâm, tại vì chiếc xe nó có mạnh á, nó có nhiều cái lợi thế á, thì mình mới có thể là tính toán được. Chứ bây giờ
M1 mà ra mà chiến đấu với Ducati thì coi như là không ăn được, không thể nào ăn được. Nói thẳng luôn, mặc dù là Quartararo giành chức vô địch thế giới đó, nhưng mà bây giờ nếu mà đi solo á thì không thể nào mà chiếc M1 của Yamaha có thể chơi với Ducati được. Không thể nào ha. À, tại vì chiếc V4 á là một cái chiếc xe chiến đấu, nó là một cái chiếc xe gọi là fighting machinery. Còn M1 á là giống như là một cô gái tiểu thư vậy đó. Nói chung là chỉ tới mức đó là hết. Nhưng mà những cái chiếc xe V4 ha, không chỉ là của Ducati đâu mà của Honda, rồi của KTM, rồi của Aprilia, là những cái chiếc xe thừa hưởng những cái đặc tính rất là tốt để mà chiến đấu ha, cho dù là chạy ở phía sau nhưng mà vẫn tìm cách vượt lên được. Còn M1 mà chạy sau là coi như buông súng đó. Rồi, một cái điểm sáng nữa chúng ta thấy là Alex Marquez, và đó, nhắc đến Marquez thì cũng chúng ta cũng cần đến chúng ta cũng cần nhắc đến Marc Marquez. Trong cái buổi tập luyện motocross ở trước cái chặng Angers thì Marc Marquez bị té và bị chấn thương nhẹ ở đầu, và sau nhiều ngày nghỉ ngơi thì cũng cảm thấy là không được khỏe lắm. Rồi, tình hình mới nhất bây giờ là Marquez đã bị tái phát chấn thương cái dây thần kinh số 4, ảnh hưởng đến cái thị lực. Và cái đó gọi là nhìn đôi đó các bạn, tức là nhìn một cái mà ra thành hai cái đó. Và cái chấn thương này là Marquez có từ hồi 2011 đó. Và cái thời gian phục hồi thì nó cũng rất là phức tạp, khi mà cái độ tuổi tăng lên rồi những cái chấn thương liên quan khác nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Con người mà, cơ thể của con người là một cái khối máy rất là thống nhất, cái này bị hư thì cái kia nó cũng ảnh hưởng, và cứ như thế ha. Thì chúng ta cũng không biết là khi nào Marc Marquez mới có thể trở lại, nhưng mà cái chuyện đó là một cái chuyện dành cho một cái video khác. Còn cái điểm nhấn đó là Alex Marquez có một cái chặng đua rất là hay, và nếu mà cái chặng đua không có phất cờ đỏ thì chúng ta sẽ chứng kiến cái pha tranh chấp giữa Müller và Marquez, Alex Marquez ha. Và cái thành tích này đến từ cái sự thay đổi của Honda này, họ đã thay đổi cái dàn áo này, và đến từ và thay đổi những cái chi tiết từ cái buổi test Misano 2 đó. Và điều quan trọng hơn là Alex Marquez cũng thay đổi cái cách chạy của mình đối với chiếc RC13V, và cái thành tích là tự nhiên nó đến thôi. Rất là vui cho Marquez, Alex Marquez và cái đội của anh ấy, tại vì sau một cái mùa giải cực kỳ khó khăn. Nói chung mùa giải này đối với một số đội đua là một cái mùa giải bỏ đi. Chúng ta có thể nhắc đến như là LCR Honda, chúng ta có thể nhắc đến như là Tech 3 của KTM. Ở một cái khía cạnh nào đó thì chúng ta cũng có thể nhắc đến những cái đội đua gì của Marini gì đó, thì nói chung là không có được như ý. Còn những cái đội đua vệ tinh, những cái đội đua mà độc lập á, chẳng hạn như là Pramac thì rất là tốt ha. Đó là cái The Best Independent Team của mùa giải năm nay. Rồi đó là tất cả những cái gì mà mình muốn nói. Ngoài ra thì có một cái điểm nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn á, đó là cái mình không biết là KTM ở đâu luôn. Ở chặng vừa rồi thì không những chặng vừa rồi mà còn những cái chặng trước á, thì các cái tay đua của KTM là mất hút luôn. Và đến cái chặng Angers á, thì các cái tay đua của KTM là múc nhau ha. Đầu chặng á, thì Danilo Petrucci bị một cái tay đua nào đó của KTM múc rồi. Không hiểu là, không biết là Miguel hay là Brad Binder nữa. Rồi đến giữa chặng á, thì đến lượt Iker Lucona lại múc Miguel Oliveira. Thì KTM giống như là có một cái giai đoạn rất rất là đáng quên, và mình cũng không thể nào mà hiểu tại sao. Để mình tìm hiểu rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Có những cái chặng ở giữa mùa giải thì KTM gần như trở thành một cái thế lực, nhưng mà bây giờ cái thế lực đó nó đã phai tàn rồi. Rồi, đó là tất cả những cái chia sẻ của mình về cái chặng Angers GP, dù nó có hơi muộn một tí. Cũng mong các bạn hết sức là thông cảm ha. Đam mê thì rất là đam mê, nhưng mà còn phải làm những cái điều khác để mà duy trì cuộc sống, rồi duy trì những cái thứ khác nữa ha. Nhưng mà mình sẽ quay trở lại. Rồi, tuần này á, hôm nay là ngày 11 tháng 11 2021, thì tuần này chúng ta sẽ có cái chặng đua cuối cùng ha. Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ có cái chặng đua cuối cùng ở Valencia, khép lại một cái mùa giải đầy hấp dẫn, đầy sôi động, đầy biến cố. Và cảm ơn các bạn cũng đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Một lần nữa cảm ơn các bạn, và
Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye.